lần rồi nhưng mà mọi người rất là thích. Mọi người rất là thích set này. Bởi vì là set này là trông mọi người nhìn đấy XL nha. XL XL luôn. Trời ơi, váy xinh lắm luôn ý. Váy này á, em thấy là sản xuất bao nhiêu bán cũng không đủ luôn. Em sao đây mọi người, để sao em hóa sao nha. Cái form này là cái form mà nói chung là chuẩn công sở luôn đấy các chị ạ. À, mà mặc lên những cái form này thì rất sang luôn. Đối với những chị nào mà mình thích kết hợp mà áo này, sơ mi với chân váy thì em nghĩ là cái chân váy này rất là hợp phối với tất cả loại sơ mi, kể cả sơ mi đơn giản, sơ mi cách điệu hay là sơ mi có bánh bèo thì mình đều kết hợp được ạ. Chân váy này xịn lắm. Bởi vì là cái màu của nó đã rất là tôn da rồi, mọi người thấy không ạ? Màu xanh xanh đậm. Ok chị Trà Sữa ơi. Nhà em đã ghi cái đơn của chị là đơn áo 2 size rồi nha mọi người. Mọi người chốt giúp em áo sơ mi là mã gì? Áo sơ mi là A2 và chân váy là A3 nha mọi người. Có hơn mấy trăm nhỉ? 680. Đợi hộ tờ tí nhá. 640. Mọi người ơi, mọi người ai chốt cái mã sản phẩm đấy thì mọi người comment cho em mã sản phẩm áo là A2, chân váy là A3 nhá mọi người nhá. Và cả set hôm nay bên em sẽ có mức giá sale với những chị nào lấy cả set là giá trên like. Các chị comment cho em mã sản phẩm kèm số thoại. Và đừng quên này là mọi người có thể là comment sai số luôn ở trên livestream để em Ngọc sẽ tư vấn sai số cho mọi người nhá. Chị ơi bỏ áo ra chị ơi, đợi một tí nhá, tại vì là những cái mã này nhà em phải sơ pin lên cả set. Khi nào mà nhà em gần qua mã thì em sẽ bỏ ra cho chị xem dáng áo sau nha. Mình đợi em một tí ạ. Một áo A2 số thoại, ok các chị nhá, cứ comment cho em A2 kèm số thoại là các chị có đơn lấy size gì mọi người comment luôn size, hoặc để lại cho em Ngọc số đo cân nặng để em tư vấn size ạ. Mọi người bảo là bỏ áo à, tí nữa khi nào gần xong nào gần kia okay. Một lát nữa em sẽ bỏ áo cho mọi người. Tại vì áo là áo thì em sẽ tiêu chuẩn là ngang mông nha mọi người. Áo dài ngang mông để cho mọi người thả ra cũng xinh. Cái này á mà mọi người giúp em thả suông ra xong rồi mặc cái quần suông á thì xinh xỉu luôn. Đó, trông rất là kiểu work from home luôn. Home from work luôn. Một áo A2. Ok chị ơi, màu hồng này là kiểu hồng như này nào. Cái này là hồng như nào. Màu này là hồng cam. Hồng cam. Chất áo là chất áo là lụa ngọc trai, chân váy là chất tách hàn nha mọi người nhá. Có hai túi đây cực sâu luôn. Các chị nhà em rất là thích có túi nhá. Khách nhà em rất thích có túi bởi vì rất là tiện lợi, cho nên là hầu như quần và váy nào nhà em cũng sẽ làm túi cho mọi người. Đó. Cái này thì rất là chuẩn form, ô form và có xẻ ở giữa nha mọi người ơi. Em đi lại này. Đó. Trong cái xẻ này vừa khiến cho mình dễ đi lại mà hơn nữa là cái thể này sẽ trông chân mình dài hơn. Tay thì là tay gập nha mọi người. Tay gập ở đây. Lỡ ở đây nó không kiểu bó quá nên là mọi người mặc rất là thoải mái. Mặc rất là thoải mái luôn. Form thì là form ôm chuẩn nha mọi người. Ôm thì không phải là ôm kiểu ôm bó mà nó sẽ vừa người mình nhá.